Dạ, phần trình bày của em gồm có 5 phần. Thứ nhất là đại cương, thứ hai là về lâm sàng, thứ ba cận lâm sàng, thứ tư là tiếp cận với đầu tư Mỹ và cuối cùng là về điều trị. Về phần đại cương thì em xin sơ lược qua về các mốc lịch sử. Thì vào năm thập niên 60 thì cái người đầu tiên để mà phát hiện bệnh não hệ viêm đó chính là ông Dr. Brierley. Và cũng vào năm thập niên 60 này thì James Watkins cũng đã có khái niệm về các thụ thể về NMDA và AMDA vân vân. Và tiếp theo sau đến mãi đến năm 1980 thì Graham Lincoln đã nói nhiều hơn về cái thụ thể NMDA receptor. Và cho đến năm 2007 thì bài báo cáo đầu tiên về cái căn bệnh đau tư tiễn này là do Joseph Demo đã mô tả trên một bệnh nhân nữ 8 tuổi có biểu hiện là rối loạn tâm thần và kèm theo xoang bụng có một cái u hóa bùng trứng và xuất hiện kháng thể kháng thụ thể NMDA là N-methyl D-aspartate dương tính. Và đây là một cái loại viêm não thường gặp và đứng hàng thứ ba sau một cái viêm não do Sjögren và Adel. Vậy thì sinh bệnh học của viêm não tự miễn thì như thế nào? Thì thường viêm não tự miễn sẽ xuất phát từ hai cơ chế chính là thường sau một cái đợt nhiễm của virus như là viêm não virus hoặc là sau cái khối u, có một cái khối u và từ những cái kháng nguyên trên bề mặt của virus hoặc là từ cái kháng nguyên khối u này thì nó sẽ thông qua cái hệ thống của tương bào để mà kích hoạt một cái hệ thống của kháng nguyên cơ thể, kháng thể và sản xuất ra kháng thể. Và từ đó kháng thể sẽ xâm nhập qua hàng rào báo não và nó nhận diện đi vào bên trong rồi sẽ đến các cái thụ thể và đến các cái tế bào ở trong cái bề mặt của não. Và chúng ta thấy rằng trong cái não chúng ta có rất ư là nhiều, có nghĩa là có những cái tế bào, có những kháng nguyên nằm trong bề mặt tế bào, có những kháng nguyên nằm trên thụ thể hoặc là thông qua các cái gen hoặc là các protein trên bề mặt. Và mỗi một nhóm như thế này thì chúng ta sẽ có từng nhóm tương ứng. Ví dụ ở trên cái nhóm thụ thể thì sẽ có là NMDA hay là AMDA. Vì vậy mà chúng ta thấy rằng cái viêm não tự miễn chúng ta thường hay nhắc đến là viêm não tự miễn kháng NMDA. Chứ thật sự ra ngoài cái viêm não tự miễn kháng NMDA ra thì nó còn xảy ra ở trên cái nhóm có những cái thụ thể nằm ở trong kháng nguyên và thông qua kênh hoặc là các protein bề mặt nữa, chứ không chỉ là NMDA hay không. Về tỷ lệ mắc bệnh thì chiếm khoảng 5-8 trên 100.000 người, trong đó 40-10% thì cũng có nguyên nhân. Và phổ biến nhất vẫn là một cái viêm não tự miễn kháng NMDA, trong đó trẻ em chiếm khoảng 1%. Và cái viêm não đứng hàng thứ hai đó chính là LGA1. Về việc chẩn đoán viêm não tự miễn thì sao? Thì công việc của chẩn đoán viêm não tự miễn thì chúng ta vẫn bắt đầu xuất phát từ việc vào bệnh sử, vẫn là khám lâm sàng, đề nghị các xét nghiệm cận lâm sàng phù hợp và chúng ta cũng không quên làm xét nghiệm kháng thể tự miễn. Về mặt lâm sàng thì chúng ta thấy có 6 nhóm triệu chứng chính mà chúng ta phải quan tâm đối với viêm não tự miễn. Thứ nhất là đứa trẻ này có những hành vi bất thường, thường là rối loạn về tâm thần hoặc là rối loạn về nhận thức. Thứ hai là trẻ biểu hiện rối loạn về ngôn ngữ. Thứ ba co giật. Thứ tư là rối loạn về vận động, loạn động. Và cái mức độ thứ năm là mức độ thức tỉnh sẽ giảm, có nghĩa là lú lẫn, lơ mơ, hôn mê và thậm chí đứa trẻ có những biểu hiện của rối loạn chức năng thực vật hoặc là tăng không khí. Thì đây chính là một cái clip. Đi học mà không biết vậy. Thắng. Thắng thắng. Thắng ơi. Thắng ơi, cô kêu. Nhìn bác sĩ nè con. Nhìn bác sĩ nè con. À, cái tay nó vậy đó, nó gồng, bắt đầu nó gồng, nó gồng nó lên. Đó. Thôi đừng gồng con. Thắng ơi, cô kêu Thắng nè. Thắng ơi, cô kêu Thắng nè. Thắng, đừng ngáy tay con. Thôi đừng giật đó, đâu rồi, nó giật vậy là nó giật nhiều của con. Thường nó giật vậy con, căng lên cái nó đạp đung đung đó. Không nói được.
đứa nào tụi tôi chạy qua coi đi mạnh. Nó múa kiểu bệnh lắm. À, vậy thì đối với việc chẩn đoán viêm não tự miễn thì sao? Thì ông tác giả Joseph Denmo là một trong những người mô tả đầu tiên, và ông đã đề xuất ra một cái từ khóa mà chúng ta có thể tìm một cách dễ dàng, đó chính là search for NMDA. Đó chính là search for NMDA mà chúng ta có thể tìm dễ dàng ở trên Google. Ví dụ như từ us đầu tiên chúng ta thấy là sleep dysfunction, là nó nói về giấc ngủ. Cái thứ hai từ N là đứa chọn trong cái tình trạng về kích thích. Cái thứ ba như là về kích động, vân vân. Tuy nhiên có một số từ dĩ nhiên là không có phù hợp trọn vẹn, ví dụ như là R là rapid onset, là về các cấp tính, trong khi viêm não tự miễn thì lại là một cái thời phát ngắn cách. Tuy nhiên đây cũng là một công thức để giúp cho chúng ta tìm kiếm chẩn đoán viêm não tự miễn NMDA rất là thực tế, rất là tốt. Vậy thì về cái việc chẩn lâm sàng thì sao? Sau khi chúng ta hỏi bệnh sử rồi, vậy thì chúng ta khám lâm sàng rồi, vậy thì công việc xét nghiệm lâm sàng thì có ba nhóm khám lâm sàng chủ yếu. Thứ nhất đó chính là dịch não tủy, chúng ta chụp dò dịch não tủy theo tượng tăng đạm, thường là tăng 5 trên tế bào. Cái thứ hai tăng 5 trên tế bào là tăng chủ yếu là lympho. Cái thứ hai là tăng đạm. Cái thứ ba chúng ta thấy có oligoben ở trong dịch não tủy, và đây chính là một cái khá đặc trưng trong viêm não tự miễn NMDA. Về mặt viêm não thì sao? Viêm não đồ là một cái rất là quan trọng trong các công việc về phục vụ cho chẩn đoán về viêm não tự miễn, và chúng ta thấy có những hoạt động về động kinh, có những hoạt động sống chậm. Và trong cái viêm não có một cái đặc biệt, đó chính là hình ảnh của extreme delta plus, có nghĩa là bình thường cái sóng của beta, cái sóng nền của beta lúc này nó sẽ trỗi dậy và nó cởi ngựa lên trên của cái sóng delta, thành ra nó có một cái hình ảnh của extreme plus. Một lát nó sẽ có một cái hình ảnh cho các anh chị xem. Về em đai não thì sao? Thì em đai não có thể là bình thường, đa số là bình thường khoảng 70% trong cái viêm não tự miễn NMDA. Tuy nhiên nó có những hình ảnh có thể là tăng tín hiệu ở trên T2 hay là tổn thương ở thùy thái dương giữa hay là thùy vỏ, thùy dưới vỏ. Và có một cái quan trọng đó là thường với đối với mỗi cái cụ thể về cái kháng thực thể thì sẽ có những cái hình ảnh em ra khá là điển hình. Và từ khi mà chúng ta có được cái hình ảnh tổn thương em đai não thì chúng ta có thể gợi ý chúng ta nghĩ đến là đứa trẻ này viêm não do một cái tự kháng thể nào gây ra. Và đây chính là một cái hình ảnh của cái sóng delta plus trên một cái điện não đồ của một đứa trẻ. Và ở khoa nhiễm thần kinh cũng bắt được và đo bắt được rất là nhiều cái hình ảnh này. Còn về điện não đồ, về cái chẩn hình ảnh thì chúng ta thấy giống như tôi chia sẻ, có thể thấy được hình ảnh của tổn thương về thùy thái dương hay tổn thương dưới vỏ, vùng vỏ dưới vỏ vân vân. Còn về xét nghiệm thì sao? Thì về hiện nay thì chúng ta hiện tại bệnh viện của mình thì chưa làm được cái xét nghiệm về cái các tự kháng thể này, thì đa số chúng ta sẽ gửi qua bên Bắc Pro, qua bên Hòa Hảo, bên Đại học Y Dược để làm xét nghiệm tự kháng thể này. Thì hiện tại chúng ta có thể làm được 6 cái nhóm này, như là NMDA hay là CASDR2 hay là ANDR1 rồi LCA1 vân vân. Đây là 6 nhóm mà mình gửi ra bên ngoài để mà làm, và cái chi phí thì cũng khá là cao, khoảng trên 3 triệu. Và ngoài ra thì chúng ta cũng không quên làm các xét nghiệm tầm soát khác, như là vấn đề về các xét nghiệm về thường quy trong cái vấn đề về chẩn đoán với đứa trẻ. Vậy thì sau khi chúng ta đã hỏi mặt lâm sàng, chúng ta đã có được các xét nghiệm gợi ý rồi, đã có cho các xét nghiệm được thực hiện rồi, và đã làm các xét nghiệm tự kháng thể rồi, thì chúng ta không thể nào bởi mà thì chúng ta phải coi gợi ý đứa trẻ là bị bệnh gì. Tuy nhiên cái xét nghiệm kháng thể này là có rất là lâu, từ 1-2 tuần, chúng ta không thể làm mà ngồi chờ đến kết quả xét nghiệm kháng thể về được. Vì vậy mà chúng ta phải có một cái động tác là phải xem đứa trẻ này, xem xét đứa trẻ này có phải là một cái chẩn đoán viêm não tự miễn hay là không, để mà chúng ta quyết định chẩn đoán điều trị. Cho nên là chẩn đoán về cái viêm não tự miễn với khả năng có thể được đặt ra khi mà kết quả kháng thể chưa về. Vậy thì cái kết quả được đặt ra, thứ nhất là đầu tiên phải có đạt được 3 quy trình. Thứ nhất là phải khởi phát kháng cách, và ví dụ như là đứa trẻ này có những biểu hiện về mất được trí nhớ, thay đổi về tâm thần hay là thay đổi về mặt thần kinh. Và cái thứ hai là phải có ít nhất theo sau các cái dấu hiệu, như là có xuất hiện một cái dấu thần kinh định vị trung ương, thần kinh định vị trung ương mới. Cái thứ hai là co giật mà không giải thích được các tình trạng đã có trước đây. Cái thứ ba, khi chúng ta chụp dò não tủy thì chúng ta thấy có 5 trên 5 tế bào bị dò não tủy. Và cái thứ tư là có tổn thương trên em đai não gợi ý của viêm não. Và cái câu cuối cùng vẫn là một cái câu mà khó nhất cho tất cả bác sĩ lâm sàng, đó chính là chúng ta cần phải loại trừ tất cả các nguyên nhân khác. Và còn đối với cái viêm não tự miễn NMDA thì sao? Thì nó có một cái tiêu chuẩn có thể và tiêu chuẩn xác định. Thì đối với tiêu chuẩn có thể thì thứ nhất vẫn là khởi phát cấp tính dưới 3 tháng và với ít nhất 4 trong 6 nhóm triệu chứng như nãy giờ tôi đã trình bày, như là bất thường về hành vi hay nhận thức, thứ hai rối loạn ngôn ngữ, thứ ba co giật, thứ tư rối loạn về vận động co cứng, thứ năm là về giảm ý thức hoặc là rối loạn về tự tự chủ. Và trên xét nghiệm cận lâm sàng thì phải có ít nhất, có nghĩa là có bất thường về cái điện não đồ như đã gợi ý, đặc biệt là cái sóng delta plus hay là sóng động kinh lan tỏa vân vân, và điện não tủy thì có hiện tượng của bạch cầu tăng đạm.
hoặc là có ba trong nhóm triệu chứng trên kèm với bệnh triệu chứng của ung thư, và cái này thường trên khoa nhiễm hay và tầm soát nhờ bác sĩ ký siêu âm dần coi là có thể là bệnh lý của cái khối u kèm theo hay không, đặc biệt là u quái buồng trứng của trẻ. Và cái câu cuối cùng vẫn là một cái câu như tôi nói rằng là khó khăn là cần phải loại trừ các nguyên nhân khác, đặc biệt là các nguyên nhân gây viêm não siêu vi hay là các nguyên nhân viêm nhiễm bệnh lý chuyển hóa cổ độc. Còn cái nó xác định thì sao, còn về chẩn đoán xác định thì như thế nào, còn như là chẩn đoán xác định thì chúng ta chỉ cần thứ nhất là chúng ta có cái từ kháng thể DNA dương tính ở dịch tẩu vĩ và lâm sàng, chỉ cần có tiếp một trong số nhóm mà thôi để chúng ta là đã chẩn đoán được xác định và nhận phải loại trừ các nguyên nhân khác. Và tiếp theo thì chúng ta thấy đây là cái slide này cũng nói lên những cái từng cái nhóm kháng thể thì nó sẽ từng xảy ra ở độ tuổi nào và cái triệu chứng lâm sàng nào u trội và những cái bệnh lý nào kèm theo mà chúng ta cần phải tầm soát, và đặc biệt nó nói lên được một cái điều là tin tưởng đối với nhỏ với mọi loại tự kháng thể khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy DNA thì hay gặp nhất là ở trẻ là nhiều, ở trẻ nhiều và cái triệu chứng đầu tiên của em bé là hay co giật cái mọi hành vi và có thể kèm theo là bệnh tâm thần dai no như bây giờ chúng ta đã coi các clip. Và khi chúng ta tầm soát trên cái siêu âm chúng ta thấy là u quái buồng trứng kèm theo chiếm khoảng 40%. Tuy nhiên nó có một cái kết cục khá là dự học khá tốt là hầu như đứa trẻ nó sẽ hồi phục hoàn toàn trên 80%. Và đặc biệt như vậy chúng ta có thể đọc qua chúng ta tìm thấy với mỗi một nơi kháng thể thì sẽ có một cái triệu chứng lâm sàng và có những cái bệnh lý kèm theo khác nhau. Cái câu chuyện của một cái là viêm não mà nó có kháng thể thì chúng ta làm xét nghiệm dương tính, vậy thì liệu rằng với những cái bệnh sử về lâm sàng về những cái xét nghiệm nhưng mà cái từ kháng thể về âm tính vậy thì chúng ta phải xử trí như thế nào, và đây chúng ta có câu hỏi rất là khó cho bác sĩ lâm sàng và đặc biệt là cũng là cho khoa nhiễm thần kinh hiện tại, bởi vì có những cái xét nghiệm chúng ta về các từ kháng thể đều âm tính hết sao nhóm vậy thì chúng ta phải hiểu như thế nào, và các tác giả cũng đã có rất nhiều nghiên cứu để mà nghiên cứu xem rằng giữa cái nhóm từ kháng thể dương tính và âm tính có khác nhau hay không, vấn đề về chẩn đoán điều trị và cái liệu pháp điều trị và cái đầu ra như thế nào, thì cái hiệu quả và cái kết cục thì tác giả ghi nhận rằng không thấy có sự khác biệt đáng kể ở giữa hai nhóm có từ kháng thể dương và từ kháng thể âm trong cái vấn đề về chẩn đoán xét nghiệm cũng như là các liệu pháp về điều trị. Vậy thì chúng ta cho phép có được một cái tiêu chuẩn chẩn đoán có khả năng viêm não tự miễn với từ kháng thể âm với các tiêu chuẩn như sau, có nghĩa là có bốn trong nhóm các triệu chứng như sau. Thứ nhất là có thể phát triển từ từ, mà chúng ta thấy phát triển từ từ này vẫn có biểu hiện của khiếm khuyết về mặt trí nhớ, thay đổi về tâm thần và hoặc là biểu hiện triệu chứng về thần kinh. Và cái câu số 2 chúng ta thấy chúng ta cần phải loại trừ những cái hội chứng của cái bệnh não tự miễn mà đã được chẩn đoán xác định, như là chúng ta thấy cái một cái viêm não hệ viền hay là một cái viêm não do Epstein Barr hay là một cái viêm tủy cấp tính lành to. Và cái thứ ba là chúng ta thấy là không có cái biểu hiện của kháng thể tự miễn điển hình ở trong dịch não tủy và ở trong máu, và phải có ít nhất hai cái tiêu chuẩn sau đây, có nghĩa là khi chẩn đoán ảnh bằng MRI có gợi ý tổn thương của dịch não tự miễn và trong dịch não tủy có hiện tượng của dịch não tủy của tăng tế bào, và cái việc mà sinh thiết não thì chúng ta không làm rồi. Và cái câu cuối cùng đó là cái câu quan trọng mà nãy giờ tôi đã trình bày, đó chính là cần phải loại trừ các nguyên nhân khác. Vậy thì đây là slide là tôi dịch lại từ slide vừa rồi. Và đây chính là một slide nói lên được là những cái lứa tuổi bị viêm não tự miễn mà hay kèm theo khối u, thì chúng ta nhìn thấy cái lứa tuổi mà thường hay gặp nhất là lứa tuổi từ 25 đến 30, kế tiếp là những cái lứa tuổi là adolescent mà chúng ta thường hay gặp ở đứa trẻ, chúng ta là vị thành niên từ 13 đến 18 tuổi, với những đứa trẻ từ 14-15 nhập viện rất là nhiều và hay kèm theo có biểu hiện của khối u và buồng trứng. Vậy thì diễn tiến viêm não tự miễn như thế nào? Diễn tiến viêm não tự miễn có thể kéo dài từ vài tháng đến vài năm luôn, và đây chính là có những lúc nó tiến triển lên, có những lúc nó sẽ thối triển, và vì vậy mà cái người nhà người ta sẽ rất là khó khăn, người ta sẽ rất là không có chịu hợp tác trong vấn đề điều trị, bởi vì có những đứa trẻ loạn tâm thần họ nghĩ rằng là phải về cúng lại vân vân, họ nghĩ là đây là một cái tâm lý hay là bệnh lý tâm thần phải qua điều trị tâm thần, cho họ không nghĩ là tự miễn. Và đây chính là một cái sơ đồ này để giúp cho bác sĩ lâm sàng có thể giải thích với người nhà và tác tốt trong quá trình tuân thủ điều trị, bởi vì ai cũng muốn con mình nhanh hết bệnh hết. Vậy thì sau khi mà chúng ta đã qua tiếp cận xong thì chúng ta lại quay lại câu chuyện về điều trị, thì cái việc điều trị thì chúng ta cũng lại quay về cơ chế tự sinh, thì làm sao chúng ta cũng đã biết là từ các cái kháng nguyên trên bề mặt khối u hay là từ cái sao nhiễm virus thì nó sẽ kích thích cái chu trình để tạo ra kháng thể. Vậy thì cái việc điều trị chúng ta phải làm sao mà cắt đứt cái chu trình tạo ra kháng thể hoặc là chúng ta loại bỏ kháng thể đi, thì đó chính là vấn đề trong vấn đề điều trị của viêm não tự miễn. Thì hiện tại cái pháp đồ của viêm não tự miễn thì chúng ta có pháp đồ học một, thì cái đầu tay của chúng ta vẫn sử dụng mà dùng hiệu quả mà rẻ tiền nhất, đó chính là corticoid. Thì với liều corticoid vẫn là 30mg bằng tiết một ngày và maximum độ ra, và chúng ta lộ trình điều trị trong vòng 3 đến 5 ngày, sau đó những đứa trẻ nó giảm chúng ta sẽ giảm qua liều corticoid uống.
Và cái thứ hai đó chính là gamma-globin, tổng điều đó là 2 gam chúng ta còn sử dụng trong vòng 2-5 ngày ha. Và cái thứ ba đó chính là thai huyết tương, thường là thai lớn và nằm chu kỳ. Và một cái bắt đầu bậc 2 sau khi mà các bạn điều trị thì chúng ta sẽ dùng pituzumab. Pituzumab với cái liều là 375mg và trên mét vuông da trên 1 tuần, và chúng ta điều trị trong vòng 4 tuần. Vậy thì cái hiệu quả và cái y học và cái chứng cớ đó là điều trị sẽ khác nhau, hay là theo một cái hiệp hội là AS FI theo cái họ thai huyết tương, thì ta thấy là thai huyết tương trong cái viêm não tự miễn kháng thụ thể NMDA thì với mức độ chứng cứ là 1C. Ngoài ra tiếp tục một cái nghiên cứu khác về cái hiệu quả của immunoglobulin trong cái điều trị của viêm não tự miễn thì cái mức độ chứng cứ thì hơi thấp hơn là mức độ chứng cứ của 3C. Và sau đây là một cái nghiên cứu về cái pituzumab, một cái meta analysis nói về cái hiệu quả và cái độ an toàn của điều trị của pituzumab trong cái đồ điều trị của viêm não tự miễn. Người ta thấy rằng cái kết cục rằng là cái hiệu quả điều trị và đạt cho đến là hơn 72%, và sau đó cái tỷ lệ tái phát thì chiếm khoảng chỉ có 14% thôi, và hầu như cái tỷ lệ tác dụng phụ thì rất là ít và chắc chắn là cho phép. Vậy thì đối với pituzumab thì hầu như ở trên khoa thận thì hay gặp rằng một cái này, thì chúng ta biết cơ chế pituzumab thường nó sẽ có tác động qua ba cái vấn đề, qua trung gian của các cái đại thực bào hay là qua các cái tế bào giết tự nhiên, cái thứ hai là một kích hoạt cổ thể, và cái thứ ba là kích thích theo cái chương trình rất tự nhiên, và cuối cùng vẫn là tiêu diệt làm sao kích thích các đường cái chương trình của kháng thể. Và đây chính là một cái hiệu quả và cái độ an trong một cái bài, những cái bài về cái neurology cũng nói về cái hiệu quả của pituzumab và cái chỉ định cũng được điều trị trong viêm não tự miễn kháng NMDA hoặc là NMDA âm tính thì vẫn điều trị được pituzumab. Và sau đây em xin giới thiệu đến bạn giám đốc và quý thầy cô lưu đồ điều trị viêm não tự miễn tại bệnh viện Nhi đồng 1. Thì vẫn câu chuyện đầu tiên chúng ta vẫn quay lại để xem bệnh nhân này có phải viêm não tự miễn hay không, thì chúng ta vẫn hỏi lâm sàng, khám về lâm hỏi bệnh sử, khám lâm sàng, làm xét nghiệm, và họ làm xét nghiệm như bây giờ tôi đã trình bày, như là em phải chọc giờ bị não tụy, và em phải làm xét nghiệm về điện não, và em phải làm MRI não, và có thể kèm theo CT ngực bụng chậu để mà tìm thêm những cái bệnh lý đi kèm theo như là cái u quái buồng trứng. Và ngoài ra vẫn phải làm những cái loại xét nghiệm, những cái xét nghiệm khác để mà loại trừ các nguyên nhân từ siêu vi, ngộ độc hay là chuyển hóa, và đặc biệt cũng phải loại trừ những cái viêm mạng não do di trùng. Và từ sau đó, sau khi chúng ta loại trừ hết và chúng ta có thể chẩn đoán một cái viêm não tự miễn có thể mà xét nghiệm kháng thể chưa về, thì chúng ta được tiến hành điều trị với một cái phác đồ bậc một, đó chính là methimazole, và hoặc là chúng ta phối hợp với methimazole cộng trừ IVIG, hoặc là chúng ta thay huyết tương. Nếu đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ chuyển sang cái liều corticoid uống và có thể kéo dài và hẹn tái khám với bệnh nhân. Và cái trường hợp mà không đáp ứng tốt thì sao? Thì có hai liệu pháp hiện tại chúng ta có thể áp dụng, là chúng ta lặp lại cái bước 1, hoặc là bước 2 chúng ta sẽ điều trị đến pituzumab và cyclophosphamide. Và đây chính là một cái mà Nhi Đồng hiện nay thì ở khoa nhiễm sẽ hay điều trị bậc 2 phối hợp, là hay dùng đó chính là điều trị bậc 2, đó chính là pituzumab. Và anh xin giới thiệu thêm một cái concept ship và cũng là được đồng thuận trong từ cái một cái nhóm làm việc về cái viêm não tự miễn quốc tế, cũng đã nói về cái vấn đề về cái viêm não tự miễn. Và hiện tại thì chúng ta thấy rằng khi mà được chẩn đoán viêm não tự miễn rồi thì cái first line đầu tiên người ta vẫn chọn đó chính là corticoid truyền tĩnh mạch, và nếu như mà có đáp ứng hoàn toàn thì chúng ta cũng giảm đi corticoid sang liều uống và hẹn tái khám bệnh nhân. Còn như bệnh nhân mà không đáp ứng hoàn toàn hoặc là đáp ứng kém thì cái chúng ta vẫn là, thì cái điều trị kế tiếp là chúng ta có thể xem xét thay huyết tương hoặc là IVIG, hoặc là chúng ta dùng đến phác đồ bậc 2 của pituzumab. Vậy thì tóm lại thì theo cái hướng dẫn để mà chẩn đoán cái viêm não tự miễn ở trẻ em, chúng ta thấy rằng là theo đây là một cái hiệp hội làm việc thống nhất của các cái bác sĩ về quốc tế về viêm não tự miễn, thì chúng ta thấy rằng là viêm não tự miễn ở trẻ em nó là một cái thách thức đối với các nhà bác sĩ lâm sàng. Bởi vì sao? Bởi vì nó có rất là nhiều triệu chứng về trọng lắc. Cái thứ hai là có rất là nhiều phức tạp về cái thay đổi về hành vi ở trẻ nhỏ, và những cái biểu hiện về lâm sàng của người trẻ nhỏ thì nó lại càng khó hơn so với những người lớn. Vì vậy chúng ta không thể nào áp dụng guideline của người lớn để mà áp dụng cho trẻ nhỏ. Vì vậy chúng ta thấy một nhà bác sĩ lâm sàng mặc áo trắng và đem theo một cái kính lúp ở bên cạnh để mà soi rọi và nhìn thấy hết tất cả những cái gì trên cái não của một cái đứa trẻ của mình, để xem có là đứa trẻ này có phải một bệnh viêm não tự miễn hay không, thì chúng ta cần phải loại trừ những các nguyên nhân như là về nhiễm trùng, về ngộ độc, về chuyển hóa, về viêm nhiễm. Và viêm não tự miễn ở trẻ em có thể được chẩn đoán dựa trên vào việc khai thác bệnh sử cũng như các xét nghiệm phù hợp và làm cái xét nghiệm về kháng thể tự miễn.